là các bạn cùng xe tập bên Ninh thì cái này thì chia làm có 3 người là được thôi, và chắc chắn rằng là cái phần hát đó là cái phần mà có chữ đỏ đấy, còn bên dưới là cái phần nói, thì cần 3 người, 3 người mà cũng đeo râu giả cũng tất cả mọi thứ như vậy thì nó chắc chắn là nó sẽ tạo ra mình hát đớp thì nó dễ hơn. Đầu tiên vào sẽ là vùng tôi, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh tỏa sáng, sáng cùng nhau. Một cụ chống gậy đi ra, vùng tôi doanh nhân hơi bị nhiều, toàn là gương mặt sáng ra thôi, sáng ra băm 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 thôi, từng năm một hai một đi vào, sáng giá tới bức nào à mà nghe giang hồ đồn đại có tới 8 chapter trong vùng gì đấy, thì mời các ông trên chém đi để mọi người cùng nghe xem nào. Thế là một ông Hải Phòng bước lên, Hải Phòng là không lòng vòng, xin lòng phát trước. Ở đầu tiên BNI còn chưa rộ, mở hàng được nàng speed ngay, rồi kế tiếp hoa sen lâu tật nở, rồi kế tiếp Titan cũng nở, còn Mercury lon ton vừa mới sinh xong. Úi giời, cái em Phượng sinh này và ngọt nước nhỉ. Có tới 4 chapter rồi cơ mà. Nghe Quảng Ninh thế này, nghe đội buồm to phát thế này. Buồm to căng lên thuyền anh lượn, đôi gò bồng đào đẹp mê hồn. Gò đẹp thứ nhất tên Hạ Long, gò đẹp thứ hai tên Sun Chapter. Yêu hai gò bồng đảo quá và Hạ Long quá, bữa nào phải ra Hạ Long quan hệ phát. Hạ Long Quảng Ninh có thích 2 chapter thì cũng ngang ngửa mấy Hải Dương đây thôi. Hải Dương đi sau mà đánh nhau chưa biết ai thắng đâu. Hải Dương quê em hiệu bánh rồng, người Việt thì ai cũng biết mà. Giờ lại thấy có thêm 2 con rồng, một con HD, một con Horizon. Lần đầu tiên nghe rồng tên Tây đấy, chắc rồng vuông như cái bánh gai của quê ông nhỉ, bánh đậu xanh quê ông nhỉ. Thôi thôi, người cùng một vùng phải cùng một tiếng nói chứ, cùng một tiếng hát chứ. Nào, hát mà phát cho nó oách nào. Nắm tay nhau thật chặt, nắm tay nhau thật lâu, nói với nhau một câu BNI một nhà. Nói nhưng cũng phải hứa với nhau một câu chứ nhỉ. Nhìn chung anh em cùng một nhà, phải chịu khó quan hệ xuyên vùng, xuyên chapter. Phải hứa nhé, hứa nhé, hứa đây. Nào cùng hứa nào. Hứa cùng nhau, cùng chung tay sử dụng công cụ BNI. Hứa cùng nhau, cùng cho đi không ngại ngần. Để ngày mai doanh thu công ty cứ tăng, để vùng ta BNI cứ to, BNI Việt Nam cũng to, nói chung là rất to, to, rất là to, 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 to. Đấy, thì mọi người thì hát vào như này, và cái lịch là chúng ta sẽ tập buổi chiều nay, sau đó thì mai chúng ta đi thu, mai chúng ta đi có thể đi thu vào buổi sáng, hoặc nếu tối nay đi thu thì có thể thu vào giờ muộn, vì cái giờ thu âm có thể phải thu vào lúc 9 giờ hơn ấy. 9 giờ 9 rưỡi thu âm mất khoảng 1 tiếng, thì mọi người có thể là xem cái bản này, sau đó mọi người có thể tập trước đi, sau nhạc người ta sẽ theo thôi, không vấn đề gì cả nhé. Hẹn gặp lại vào buổi chiều, và nếu như mà buổi chiều có thì sẽ mọi cái sẽ rất là thuận lợi. Hẹn gặp lại.